Hello, chào các bạn nhỏ. Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các em mô hình trực thăng hai cánh quạt. Đây là mẫu trực thăng mang tên CH-47 Chinook. Loại này rất là mạnh, nó có thể cõng được một chiếc xe tăng. Ở phần 1 này, anh sẽ hướng dẫn cho các em cách lắp mô hình đơn giản. Với những em nào có sẵn motor mini thì qua phần 2 anh sẽ hướng dẫn cách lắp động cơ cho máy bay. Và ở phần sau anh sẽ thay đổi một số chi tiết để cho mô hình giống thật hơn. Ok, giờ chúng ta bắt đầu lắp ráp thôi. Thank you.
Ok, xong rồi đó các em. Đây là mô hình máy bay hai cánh quạt đơn giản. Các bạn và các em nhớ đăng ký kênh để theo dõi tiếp phần 2 em.